Để chủ động phòng chống dịch bệnh, tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện ra soát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm người về Quảng Nam từ các tỉnh, thành phố có dịch. Đến nay, tất cả 1.174 mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2 tỉnh Quảng Nam đã tiến hành cách ly và theo dõi sức khỏe 30.941 trường hợp về từ các địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đang cách ly tập trung cho 26 người, cách ly y tế tại nhà 4.788 người và theo dõi sức khỏe 22.756 người. Qua tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đến nay tất cả 1.174 mẫu đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương tiếp tục chủ động ra soát các trường hợp đi về từ khu vực có dịch, các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới tổ chức lấy mẫu xét nghiệm thực hiện nghiêm việc cách ly giám sát y tế theo đúng hướng dẫn của bộ y tế